Sơn Tùng MTP, nam ca sĩ chịu nóng giỏi nhất showbiz Việt. Với gu thời trang ưa chuộng áo lông, áo măng tô, áo cổ lọ trong thời tiết mùa hè gần 40 độ, nhiều khán giả ví von Sơn Tùng là nam ca sĩ chịu nóng giỏi nhất showbiz. Được biết đến như một hiện tượng âm nhạc của showbiz Việt, hitmaker với phong cách biểu diễn nổi bật. Sơn Tùng MTP hiện đang là nam ca sĩ thu hút đông đảo sự chú ý quan tâm từ khán giả mọi lứa tuổi. Các fan không chỉ yêu thích những bản hit mà còn phát cuồng vì bức hình selfie đẹp trai ngời ngời hay lúc anh phiêu cực chất trên sân khấu. Tuy nhiên không phải lúc nào nam ca sĩ cũng lung linh như vậy. Có những khoảnh khắc người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng mỗi khi Sơn Tùng xuất hiện trước công chúng vì style khó hiểu. Điển hình là việc thường xuyên chịu nóng để diện áo lông, áo măng tô, áo cổ lọ trong thời tiết mùa hè gần 40 độ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!